Hello tất cả mọi người đã đến với kênh Anh Minh Audio của mình nhé. Cuối tập trước, sau khi thu hộp ngọc của quỷ trùng địa tôn vào tay, vẻ mặt ma lệ vốn mông lung lập tức cười hiếp mắt nói. Tiểu khí quỷ, bất quá quỷ trùng này thật sự là đồ ngu, lại dễ lừa như vậy. Những người khác thấy vậy thì đều sắp điên rồi, ma lệ thế mà lừa gạt quỷ trùng địa tôn một kiện bảo vật. Sau đó, ma lệ ngồi xếp bằng, trên người, ma lực cùng cuộn phun trào, lập tức, có mấy đạo bổ nguyên hỗn độn vậy mà bay vút về phía hắn. Cái gì? rất nhiều người đều khiếp sợ ma lệ vậy mà có thể từ trong tay từng Trần cướp đoạt được căn nguyên hỗn độn phải biết đây chính là chuyện ngay cả vạn vẫn địa tôn bọn họ cũng chưa từng làm được vốn là chỉ một mình từng trần đã khiến đám người vạn vẫn địa tôn không thu hoạch được gì hiện tại lại thêm ma lệ lập tức đám người quỷ trùng địa tôn ngay cả cặn bã cũng không thể hấp thu được tiếp tục như vậy không được nhất định phải ngăn bọn họ lại quỷ trùng địa tôn bọn họ không thể an ổn được nữa ông một tiếng lúc này trên thân quỷ trùng địa tôn lập tức dũng động ra khí tức đáng sợ tại thời khắc này trên thân quỷ trùng địa tôn từng đạo vân sáng màu đen căng ra hết thảy chín chín tám mươi đầu hát quan vần quanh quỷ trùng địa tôn cự một địa tôn ngươi cũng động thủ lúc này vạn vẫn địa tôn trầm giọng nói thần thông thiên phú của bộ tộc cự một ngươi có thể vượt không gian giết địch hắn chỉ nói một câu cự một địa tôn lập tức liền động thủ cự một tộc là dựa vào nhân tộc hắn có thể tới đây cũng là dựa vào thế lực đỉnh cấp của nhân tộc hiện tại vạn vẫn địa tôn mở miệng hắn không thể từ chối quỷ trùng địa tôn cùng cự một địa tôn hét lớn một tiếng hai người trong nháy mắt bộc phát ra quang mang ngút trời trong phút chốc thiên địa tinh khí tựa như bị bọn họ rút sạch trong nháy mắt này lực lượng thiên địa vạn đạo đều bị bọn họ cho mượn lúc này đại đạo rực rỡ như ngân hà vườn quanh hai người bọn họ thời khắc này hai người bọn họ huyết khí bảo táp vạn pháp quy nguyên địa tôn lực vô tận dân trào trên người bọn họ bí thuật cự mục lực lượng quỷ trùng vừa nhìn thấy tình huống hai người bọn họ không ít người biến sắc quỷ trùng địa tôn và cự mục địa tôn vừa ra tay đã trực tiếp vận dụng thần thông của tộc mình đây là muốn đưa từng trần cùng ma lệ vào chỗ chết nhìn thấy hai môn thần thông đặc thù nghiền sát tới từng Trần lại cười lạnh một tiếng âm một tiếng vang thật lớn hỗn độn thanh liên trong cơ thể cấp tốc xoay chuyển khí tức hỗn độn thanh liên tràn ngập ra vô tận hỗn độn chi lực trong nháy mắt quán chú vào trong cơ thể từng trần trong nháy mắt từng trần tự như dung nạp vạn hải hỗn độn chi lực phóng lên trời xông vào sâu trong hư không vào đúng lúc này Tần trần tự như gánh lấy bầu trời xanh vạn cổ bóng người của hắn chiếu rọi đều là khí hỗn độn màu xanh phun trào một con đường lớn vần quanh thân thể từng trần đây là thiên phú thần thông gì thấy từng trần trực tiếp dẫn động dị tượng đáng sợ như vậy không ít người biến sắc không đúng đây không phải là thiên phú thần thông đây là lực lượng của hỗn độn triều tịch có đại nhân vật vừa nhìn thấy lực lượng hỗn độn do từng trần dẫn động không khỏi giật mình nói thế nhưng thủy triều hỗn độn không phải là chuyện đùa mọi người chỉ có thể ngăn cản chưa từng nghe nói có người nào có thể dẫn động bây giờ từng trần ra tay vậy mà lại dẫn động lực lượng hỗn độn triều tịch ở bốn phía sao không khiến người ta giật mình chứ ba người đồng thời thi triển thần thông đáng sợ từng, từng thân chìm nổi trong hỗn độn mà vị cự mục địa tôn thì sau lưng đứng ra một vị cự thần tựa như thiên thần đứng sau lưng hắn quỷ trùng địa tôn thì quỷ khí ngập trời trong cơ thể hắn có bí thuật trong tộc dũng động hấp thu tất cả đại đạo chi lực hóa thành ma trùng đáng sợ không gì sánh được trong nháy mắt này ba người bọn họ đều dùng đỉnh cấp thần thông quyết đấu điều này làm cho rất nhiều tôn giả nhìn thấy ngay dại cũng làm cho rất nhiều tôn giả nhìn mà hâm mộ ghen ghét ra tay chính là thần thông bí thuật cũng chỉ có đỉnh cấp thế lực cường giả mới có thủ đoạn xa xỉ như vậy rốt cuộc cự mục địa tôn và quỷ trùng địa tôn giáp công tầng trần cựu mục địa tôn mang theo cựu mục lực tiêu diệt mà xuống còn quỷ trùng địa tôn thi triển ra ma trùng thôn phệ thiên địa như tầm ăn lên ngay cả pháp tắc cũng có thể thôn vệ há miệng muốn ăn tươi từng trần mà từng trần lưng đeo hỗn độn chi lực trong nháy mắt trên hỗn độn triều tịch vô tận triều tịch khuếch trương vô hạn trong phút chốc lực lượng của từng trần thay thế thiên địa hỗn độn triều tịch của hắn thay đổi hư không triều tịch tự thần tiêu diệt ma trùng thôn phệ, hỗn độn triều tịch nghiền ép ba đại thần thông đỉnh cấp trong nháy mắt quấn chặt lấy nhau sẽ rách cả bầu trời này cuối cùng ba đại thần thông đồng thời đánh ra dưới một đòn tối hậu hỗn độn triều tịch của từng tầng chiếm thượng phong thiên địa khuếch trương trong nháy mắt bước lui cự mục địa tôn và quỷ trùng địa tôn làm cho sắc mặt hai người bọn họ lập tức đại biến bọn họ vừa động trong nháy mắt bị lực lượng hỗn độn đáng sợ trên hắc ám tinh thần dẫn dắt đồng loạt phun ra một nguồn máu tươi thân hình bị hỗn độn triều tịch kia trực tiếp đánh bay ra ngoài cự mục địa tôn và quỷ trùng địa tôn bị hỗn độn triều tịch đáng sợ cuốn lên trực tiếp muốn thoát ly khỏi nơi đây trên thân hai người bắt đầu khởi động lực lượng bản nguyên vội vàng ổn định thân hình khoanh chân ngồi xuống thân hình không ngừng lay động thiên địa chấn động nhưng cuối cùng hai người vẫn ổn định được thân hình đồng loạt phun ra máu tươi sắc mặt tái nhợt thân sắc uể oải bọn họ đều bị trọng thương không phải là bị thương trong tay tần trần mà là bị thương dưới sự cuốn động của thủy triều hỗn độn bất quá kết quả này đã rất tốt ít nhất hai người còn chưa bị đánh bay ra ngoài một khi oanh bay ra ngoài muốn về đến nơi đây chỉ sợ cũng phải mất mấy ngày đối với các địa tôn đỉnh phong mà nói là tổn thất thật lớn vạn vẫn địa tôn và cử nhạc địa tôn hít một hơi thật sâu ánh mắt bọn họ lạnh như băng nhìn chằm chằm vào tần trần tiểu tử hiện tại đồ hàng còn kịp vạn vẫn địa tôn lạnh lùng nói từng trần nhìn bọn họ một chút lười biến nói không cần dông dài có gan thì ra tay là được rồi lấy ra đòn sát thủ của các ngươi tiểu gia ta phụng bồi đáng giận tiểu tử ngươi đã một lòng tìm chết vậy bản tọa sớm một chút thành toàn cho ngươi vạn vẫn địa tôn hừ lạnh một tiếng lời nói vừa rơi xuống kem một tiếng chuông vang lên hắn đã tế ra một kiện bảo vật bảo vật của vạn vẫn địa tôn vừa tế ra lơ lửng trên đỉnh đầu hắn trong nháy mắt giữa thiên địa chớp động vô tận tinh quang đây là một cái tinh quang cự chung toàn bộ chung lớn tinh quang ngập trời tại trong tinh quang hiện lên vô số ngôi sao này từng viên ngôi sao nở rộ hạo hà quang mang đem phương này thiên địa diễn hóa thành vũ trụ tinh không lít nhà lít nhít tinh thần lơ lửng thiên địa đang vào thành tấm lưới tinh thần rộng rạp vạn tinh chung vừa nhìn thấy cự chung này rất nhiều người trong vạn tộc tôn giả đều thay đổi sắc mặt một vị địa tôn hít một hơi lạnh nói đây là vạn tinh chung của tinh thần cung đỉnh cấp tôn khí của tinh thần cung đây từng là bảo khí tôn giả mà lúc cung chủ tinh thần cung ngưng luyện ra vô số ngôi sao mới ngưng tụ thành ẩn chứa hơn vạn ngôi sao có thể trấn áp vạn cổ thiên địa đã từng trấn áp một đại tộc đắc tội tinh thần cung đó chính là hơn một ức sinh linh trực tiếp bị trấn giết có cường giả của các tộc khác biết lai lịch chuông lớn này không khỏi sởn tóc gáy vạn tinh chung đây là bảo khí tôn giả mà tinh thần cung chủ dùng lúc còn trẻ nghe nói cũng là một trong những binh khí mà tinh thần cung chủ thích nhất lúc còn trẻ trong số rất nhiều tôn giả khí của tinh thần cung đều có danh tiếng to lớn đặc biệt là ở chiến trường vạn tộc nơi này cũng có uy danh kinh người truyền thuyết tinh thần cung chủ đã từng chém giết qua vô số cường địch hơn nữa còn thu tàn hồn cường địch vào trong vạn tinh trung tế luyện nếu là bảo khí tôn giả bình thường cắn nuốt nhiều sinh linh cường giả vạn tộc như vậy đã sớm oán khí ngút trời quỷ khí âm u luận là tà khí nhưng vạn tinh chung này chính là tinh tú chí dương trong vũ trụ cô động mới có thể bảo đảm cho nó vẫn cùng cuộn tinh diễm như trước vật này từng ẩn chứa uy danh đỉnh cấp trong vũ trụ về sau tinh thần cung chủ đột phá cảnh giới thiên tôn liền bị tinh thần cung chủ đặt vào trong bảo khố tinh thần cung trước đó rất nhiều người đều biết vạn vẫn địa tôn chắc chắn có mang theo bảo khí đỉnh cấp tôn giả không nghĩ tới vậy mà mang đến vạn tinh chung mà ở một bên khác thời không đột nhiên dao động tại thời khắc này cửa nhạc địa tôn cũng không giữ lại nữa tế ra sát thủ của mình một kiện bảo vật hiện lên bảo vật cửa nhạc địa tôn chính là một cái trống lớn bên ngoài trống lớn này toàn thân đen nhánh tựa như dùng ô kim tạo thành vừa nhìn liền biết trống lớn nặng nề vô cùng trên trống lớn không có quá nhiều hoa văn trang trí phía trên chỉ có một cái đồ án đó là một ngọn núi một ngọn núi hùng vĩ bao la ngọn núi này tỏa sương mù tuy rằng ngọn núi này rất ít được điêu khắc trên da trống lớn nhưng lại làm cho người ta có thể cảm nhận được sự to lớn của nó tựa hồ một ngọn núi như vậy có thể trấn áp cử giới đây đây là Hạo thiên cổ đại vũ thần sơn này vậy mà giao Hạo thiên cổ cho cử nhạc địa tôn nhìn thấy cái trống lớn này không ít người mở to con mắt vừa giật mình vừa hâm mộ là món bảo vật nghịch thiên vô địch mà sơn chủ đại vũ thần sơn trong truyền thuyết đạt được sao người chưa từng thấy Hạo thiên cổ không khỏi mở to mắt nhìn xem chuông lớn này đúng vậy truyền thuyết đại vũ sơn chủ ở trên trống này thu được lợi ích không nhỏ mặc dù không thể nói bởi vì cái trống này để cho hắn trở thành sơn chủ của đại vũ thần sơn nhưng nghe đồn này giá trị không kém so với bảo khí của thiên tôn có một vị đại nhân vật nhìn cái trống này nói có rất nhiều người cũng suy đoán trên người cửu nhạc địa tôn chắc chắn có một kiện đỉnh cấp tôn giả bảo khí nhưng mà không nghĩ tới trên người cửu nhạc địa tôn lại là hạo thiên cổ cho dù là uyên hồn địa tôn các loại địa tôn đỉnh phong nhìn thấy hai kiện bảo vật này ánh mắt cũng ngưng trọng năm đó đại vũ sơn chủ ở trong u minh tinh hà đạt được một kiện bảo vật nghịch thiên vô thượng chuyện này đời sau truyền bá nói về sau mọi người mới biết được món bảo vật kia chính là hạo thiên cổ có lời đồn nói đại vũ sơn chủ từng tốn hao không ít tâm huyết trên hạo thiên cổ này có tin tức ngầm truyền ra bởi vì đại vũ sơn chủ cho rằng hạo thiên cổ không chỉ là một kiện binh khí đơn giản như vậy bất quá đây chỉ là tin tức ngầm người ngoài căn bản không có cơ hội tiếp xúc với hạo thiên cổ cũng không biết nó huyền diệu đến mức nào đại vũ thần sơn cho tới nay đều đối hạo thiên cổ coi là bảo bối nhưng đời này đại vũ sơn chủ lại đem nó ban cho cử nhạc địa tôn đại vũ thần sơn hiển nhiên hy vọng cử nhạc địa tôn có thể ở trong vạn tượng thần tàng này thủ hộ đệ tử của hắn đại vũ thần sơn càng hy vọng hắn có thể giống như đại vũ sơn chủ lúc còn trẻ tìm hiểu một ít huyền diệu của hạo thiên cổ trong mắt đại vũ sơn chủ chỉ có cửu nhạc địa tôn có thể hoàn toàn nắm giữ hạo thiên cổ hắn mới có tư cách thành tựu thiên tôn trở thành sơn chủ đời sau của đại vũ thần sơn trong tương lai cửu nhạc địa tôn cũng khát vọng mình có thể trưởng khống hạo thiên cổ như tổ tiên đại vũ sơn chủ nếu như hắn có thể trưởng khống hạo thiên cổ như tổ tiên đại vũ sơn chủ hắn sẽ có tư cách tranh đấu với người thừa kế đỉnh cấp trong vũ trụ vạn tộc trở thành cường giả đỉnh cao nhất trong vũ trụ kỷ nguyên này hạo thiên cổ nhìn món bảo vật này của cử nhạc địa tôn từng, từng hiếp mắt lại không khỏi lộ ra nụ cười liếm môi một cái bởi vì chiếc trống này hắn thật sự đã nghe nói qua đó là trong truyền thừa của bộ thiên cung đã từng ghi chép qua một kiện bảo vật điều này khiến cho mí mắt của từng trần không khỏi giật giật hai mắt nheo lại nhìn hạo thiên cổ lơ lửng trên đỉnh đầu cửa nhạc địa tôn ma lệ hiểu rõ Tần trần nhất hắn vừa nhìn thấy thần thái như vậy của từng trần lập tức liền có một loại dự cảm biết có người sẽ gặp xui xẻo lớn rồi lúc này vô số người ở đây đều nín thở nhìn cảnh tượng trên hư không ba người bọn từng trần dằn co khí thế đáng sợ cuồn cuộn như sóng làm cho người ta không khỏi hãi hùng khiếp vía đặc biệt là hạo thiên cổ và vạn tinh chung của vạn vẫn địa tôn tản mắt ra khí tức trấn áp tất cả thế gian càng làm cho hai chân không khỏi run rẩy hạo thiên cổ đây là bảo vật nghịch thiên vô thượng vạn tinh chung đồng dạng là bảo khí đỉnh cấp tôn giả của tinh thần cung tuy rằng thôn vệ vô số sinh linh ẩn chứa oán khí kinh người thế nhưng uy thế của bảo khí lại là đường hoàng đại đạo dưới bảo khí thần uy của vô thượng tôn giả rất nhiều cường giả trong vạn tộc tôn giả tu vi bình thường đều không khỏi hai chân mềm nhũng người không đủ tâm thần càng rung động lắc lư run rẩy theo người có bảo vật gì cứ việc lấy ra đi nếu không sau này sẽ không còn cơ hội nữa cử nhạc địa tôn nắm chắc thắng lợi lạnh lùng nói giờ phút này cử nhạc địa tôn và vạn vẫn địa tôn vô cùng tin tưởng bọn họ mang hai thanh binh khí vô địch đến đây tuyệt đối có thể oanh sát từng trần thành bả dưới hai kiện binh khí vô địch này cho dù từng trần có được bảo khí đỉnh cấp gì cũng không thể chiếm chút tiện nghi nào bảo vật sao từng trần chậm rãi nhìn bọn họ một chút nói đối phó các ngươi cần gì bảo vật ta tay không là đủ rồi nói xong từng trần liền giang hai tay ra thứ không biết sống chết giết vạn vẫn địa tôn cười lạnh hét lớn một tiếng trong nháy mắt tất cả tôn giả khí trút vào trong vạn tinh trung trong nháy mắt tinh quang ngập trời theo một tiếng nổ chói tay không gì sánh được một ngôi sao vô cùng to lớn từ trong tinh trung bắn nhanh ra viên xích diễm tinh thần này vô cùng to lớn tự viêm ngập trời làm cho người ta nhìn thấy sởn tóc gáy khi viên xích diễm tinh thần này đánh ra trong nháy mắt nhấc lên vô tận khí tức hỏa diễm tự hồ đem toàn bộ hư không đều hóa thành biển lửa một khi vạn tinh trung bộc phát trên mặt đất xa xa co quắp vô số tôn giả chớ nói là tôn giả bình thường lúc này địa tôn bình thường cũng đều không đứng nổi không ít người ngồi liệt trên mặt đất cho dù là kim ô tộc địa tôn bọn họ cũng đều nơm nớp lo sợ xích diễm tinh thần mặc dù đánh về phía tầng trần lại giống như lơ lửng trên đỉnh đầu tất cả mọi người bọn họ lấy uy lực địa tôn cũng không ngăn được ánh sáng xích diễm tinh giống như đâm xuyên qua linh hồn tất cả mọi người khiến cho nơi sâu nhất trong nội tâm sinh ra khủng bố thần uy kinh khủng như vạn tinh chung thật sự dọa sợ rất nhiều tôn giả đồng dạng địa tôn nếu trong tay không có đỉnh cấp tôn giả khí mà nói gặp phải vạn tinh chung công kích chỉ có mệnh bị trấn giết dưới uy thế như vậy căn bản không phải là đối thủ âm một tiếng thật lớn vang lên lúc vạn tinh chung khống chế cử nhạc địa tôn cũng không tụt hậu với người khác tinh lực của hắn như biển thúc giục hạo thiên cổ thùng một tiếng một tiếng trống vang lên thân hồn tiêu thụ theo cử nhạc địa tôn quát chói tai hạo thiên cổ và vạn tinh chung đồng thời đánh giết ra hai thanh binh khí vô địch lập tức chém về phía tầng trần hạo thiên cổ bay ngang mà đến hư không vỡ vụn như là hóa thành một tòa sơn nhạc trấn áp thiên giới tỏa ra thần uy mênh mông nó bay ngang mà đến không người gì có thể ngăn cản có gặp thần sát thần gặp ma đồ ma hai thanh chi binh vô địch nháy mắt đánh giết tới đừng nói người khác chính là rất nhiều địa tôn ở đây đều bị dọa đến hồn phi phách tán thậm chí không nhịn được nhắm mắt lại dưới hai kiện vô địch chi binh oanh sát như vậy đừng nói là từng trần cho dù là địa tôn nghịch thiên hơn nữa cũng sẽ bị đánh cho hóa thành cho bụi trong nháy mắt sau khi hai thanh chi binh vô địch đánh tới từng trần động hư không run lên một cái trong phút chốc này trong cơ thể từng trần cuồn cuộn khí tức hỗn độn hỗn độn thanh liên tỏa ra lực lượng hỗn độn màu xanh đáng sợ kết hợp với khí tức chân long cuồn cuộn trong cơ thể từng trần lấy tốc độ không gì sánh được xông lên nên đón hạo thiên cổ bay ngang đến trong thân hình từng trần hiện ra hư ảnh chân long đột nhiên nên đón hạo thiên cổ đánh giết đến vô số người chứng kiến một màn này không khỏi kinh hô một tiếng đối mặt bảo khí tôn giả bực này người khác tránh lui tam xá còn không kịp chớ nói chi là nên chiến thế nhưng từng trần lại trực tiếp nên đón hạo thiên cổ hơn nữa hư ảnh chân long thò ra vuốt rồng to lớn dùng góc độ khó mà tin nổi vương ra ngoài đón lấy hạo thiên cổ đang ầm ầm lao tới chứng kiến cảnh tượng này tất cả mọi người nhìn đến choáng váng tất cả mọi người có thể tưởng tượng được việc từng trần biến thành chân long chi khí dưới hạo thiên cổ bị đánh cho nát bấy trong nháy mắt đồng thời bản thể của hắn cũng sẽ bị huyết nhục oanh tạc bay ngược ra sau thậm chí thân thể cũng sẽ bị hạo thiên cổ đập nát nhưng thời khắc này sự tình khó mà tin nổi xảy ra móng vuốt hư ảnh chân long kia lại vây khốn hạo thiên cổ chân long khí do từng trần biến thành trong nháy mắt nổ tung tiêu diệt thế nhưng luồng lực lượng hỗn độn màu xanh trong chân long khí do từng trần biến thành kia vậy mà không bị ảnh hưởng chút nào hóa thành bàn tay hỗn độn màu xanh một mực chụp lấy hạo thiên cổ trong hư không trong chớp mắt này sắc mặt cử nhạc địa tôn thay đổi hiện rõ kinh hãi hạo thiên cổ của hắn lại bị giam cầm ngay sau đó một tiếng ầm thật lớn vang lên hư không sụp đổ xích diễm tinh thần trong nháy mắt đánh giết tới khí tức tinh thần đáng sợ mặc dù chưa đến nhưng thần uy mênh mông đã cuốn tới làm cho người ta không có lực phản kháng vạn tinh trung tấn công tới cuốn lên tinh quang ngập trời mang theo thần uy vô địch tôn giả trong nháy mắt này cho dù là cường giả địa tôn chỉ sợ cũng chỉ có thể ngồi chờ chết căn bản không ngăn được một kích vô địch của vạn tinh trung như vậy nhưng mà từng trần căn bản không có liếc mắt nhìn xích diễm tinh thần trong lúc hắn thuận tay một cái hạo thiên cổ lập tức thay đổi phương hướng vậy mà trong nháy mắt vọt tới xích diễm tinh thần trong nháy mắt khi hạo thiên cổ rời khỏi tay hỗn độn khí trong cơ thể từng từng bắt đầu khởi động tràn vào bên trong hạo thiên cổ ở giữa thạch hỏa điện quang toàn bộ hạo thiên cổ sáng ngời lên thời khắc này hạo thiên cổ không thấy đâu nữa trong hư không vô tận xuất hiện một ngọn núi hùng vĩ tựa như ngọn núi đứng đầu thiên giới ở trong hư không hỗn độn vô cùng vô tận chính là một ngọn núi như vậy trấn thủ vạn cổ dưới một đòn ống ánh hạo thiên cổ bộc phát ra đòn vô địch nhất giống như là tự tay thiên tôn tế ra hạo thiên cổ ầm một tiếng vang thật lớn trong thạch hỏa điện quang cử nhạc địa tôn mất đi khống chế đối với hạo thiên cổ mà hạo thiên cổ dùng một đòn vô địch nhất đánh về phía xích diễm tinh thần một kích này thiên địa thất sắc chớ nói là tất cả mọi người trong hư không phụ cận cho dù là trong khu vực ngoại bộ hỗn độn khí tức tất cả tôn giả đều bị kinh động đều bị dọa đến hai chân run rẩy một tiếng nổ chói tai không gì sánh được vang lên xích diễm tinh thần ánh sao ngập trời lập tức bị đụng đến tan thành cho bụi hạo thiên cổ đụng vào trên xích diễm tinh thần tựa như toàn bộ thiên giới bạo tạc vậy tiếng vang thật lớn này ngay cả địa tôn đại tộc cũng bị chấn động đến mức đứng không nổi hai thanh chi binh vô địch va chạm cứng rắn hơn nữa hạo thiên cổ bộc phát một kích vô địch nhất nghịch thiên nhất không hề nghi ngờ cho dù là vạn tinh trung đánh ra xích diễm tinh thần cũng ngăn cản không nổi xích diễm tinh thần bỗng nhiên phát ra tiếng oanh minh kịch liệt trong tiếng răng rắc ầm ầm nổ tung trong khoảnh khắc vỡ nát ra đồng thời lực va chạm đáng sợ kia lại cuốn về phía vạn tinh chung, khiến cho vạn vẫn địa tôn biến sắc vội vàng thôi động vạn tinh trung ngăn cản loãng xoảng một tiếng tiếng nổ vang rung trời hạo thiên cổ và vạn tinh trung va chạm với nhau vạn giới không tiếng động hào quang trái mắt chiếu rọi vào mắt mỗi người ngay sau đó là một tiếng phốt vang lên liền thấy vạn vẫn địa tôn và cử nhạc địa tôn đồng thời phun ra một mụn máu tươi thân thể chấn động sắc mặt tái nhật suýt chút nữa đứng không vững một màn này khiến cho tất cả mọi người khiếp sợ tất cả mọi người đều ngơ ngác bọn họ nhìn thấy cái gì vạn vẫn địa tôn cùng cử nhạc địa tôn liên thủ vậy mà bị từng từng chặn lại hai đại tôn giả địa tôn đỉnh phong thi triển ra bảo khí tôn giả vậy mà bị chặn lại hơn nữa vẫn bị tôn giả khí của đối phương làm bị thương cảnh tượng như vậy thực sự khiến người ta kinh sợ mấu chốt là bọn họ không cách nào lý giải từng từng làm sao ngăn cản được hạo thiên cổ đồng thời khống chế hạo thiên cổ đó không phải là bảo vật của đại vũ thần sơn sao làm sao có thể dễ dàng bị từng Trần khống chế như vậy tất cả những biến hóa này quá nhanh từ từng Trần thuận tay đưa tới một đòn ống ánh lại đến hạo thiên cổ và chạm vạn tinh chung vạn vẫn địa tôn cùng cử nhạc địa tôn bị thương tất cả những chuyện này chẳng qua chỉ là trong nháy mắt xảy ra mà thôi trong lúc hai người bị thương kinh sợ thân hình từng Trần chuyển động hắn ở nơi hơn bảy nghìn tám trăm dặm trực tiếp đứng lên tiếp tục lao về phía ngôi sao hắc ám phía trước đồng thời tay phải của từng trần trực tiếp nhíp lấy hạo thiên cổ kia Đến đây cũng hết nội dung của tập này rồi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Nếu thấy hay, mọi người nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh và đừng quên để lại comment góp ý của mọi người nha.